Trong bài phát biểu qua video hôm 10 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tin buồn về 4 thành phố và thị trấn ở Donetsk và Lugansk, bao gồm chảo lửa Bakhmut, Soledar, Mariinka, Kremina. Trong một thời gian dài, không còn khu dân cư nào của những khu vực này không bị tàn phá bởi đạn pháo và hỏa hoạn. Quân chiếm đóng thực sự đã hủy diệt Bakhmut. Thêm một thành phố khác của Donbass đã biến thành đống đổ nát và bị thiêu rụi. Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Zelensky. Ông cũng cho biết tình hình vẫn còn rất khó khăn tại một số thành phố tiền tuyến ở các tỉnh Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine. Trước đây là khu vực công nghiệp rộng lớn Donbass giáp Nga, nhưng nay trở thành chảo lửa trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một số tòa nhà vẫn sót lại ở Bakhmut với một số cư dân ít ỏi, nhưng giống như Mariupol hay các thành phố đang có giao tranh khác, nơi đây bị bao vây kéo dài, nhiều tuần không có nước và điện. Vào tuần trước, ông Pavlos Kirilenko, thống đốc khu vực Donetsk, ước tính đã có 90% dân số Bakhmut rời đi trong những tháng mà Nga tập trung vào việc chiếm giữ Donbass. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng báo cáo khoảng 20 cuộc không kích và 60 cuộc tấn công bằng tên lửa khắp Ukraine trong 2 ngày 9 và 10 tháng 12. Người phát ngôn Alexander Stuben cho biết tình hình ở Bakhmut ác liệt nhất với hơn 20 khu dân cư bị thiêu rụi. Thành phố này đã thành điểm nóng của giao tranh sau khi Ukraine tái chiếm Kherson gần một tháng trước. Tuy nhiên, Ukraine cũng đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và vùng lân cận Lugansk.